Chào các bạn, đây là cái MacBook Pro 15 inch 2018. Thì Apple đã không có tổ chức một cái buổi ra mắt hoành tráng mà họ chỉ có đưa thông cáo báo chí thôi. Nhưng mà nó lại có rất là nhiều cái thay đổi lớn giúp đến cái trải nghiệm của chúng ta. Trước tiên, đây là cái MacBook đầu tiên trang bị cái chip 6 nhân. Cái chip máy mình có ở đây nó có một cái cấu hình rất là cơ bản, tức là cái chip 2.6GB 6 nhân, rồi RAM là 16GB, bộ SSD là 512, tức là cái bản thấp nhất của cái MacBook Pro 2018. Tiếp theo đó là cái màn hình Chuton. Thì các bạn thấy rằng ở trên iPad, trên iPhone chúng ta đã có cái màn hình Chuton, thì bây giờ đã Apple đã mang cái Chuton đến cái màn hình của cái MacBook này. Khi mà các bạn chọn Chuton nó sẽ tự động điều chỉnh màu sắc của nó theo cái màu sắc của môi trường xung quanh. Nếu mà anh em làm việc trong bóng tối, anh em làm việc trong quán cà phê, đèn đỏ, đèn mờ, đèn sáng, đèn vàng gì đó, với lại anh em làm việc ở ngoài cái môi trường sáng, nó sẽ điều chỉnh ánh sáng khác nhau để cho cái mắt của chúng ta nó cảm thấy dễ chịu hơn khi chúng ta làm việc. Thì cái Chuton nó cực kỳ tuyệt vời khi mà anh em sử dụng trên iPhone hay trên iPad. Thì bây giờ chúng ta có cái Chuton nó ở trên cái màn hình của MacBook nữa, thì đó là cái mình rất là thích. Cái điểm thứ hai mình muốn chia sẻ với anh em đó là cái bàn phím. Thì cái bàn phím mà Apple dùng trên cái MacBook Pro 2018 này là cái bàn phím thế hệ thứ 3 của cái cấu trúc Butterfly, cấu trúc mà con bướm của họ. Thì cái bàn phím này trước đây được nhận được khá nhiều cái phản ứng tiêu cực bởi vì cảm giác gõ cũng như là nó hay bị hư, và cái tiếng kêu lóc cóc của nó khá là nghe nó là hơi rẻ tiền, nghe nó hơi là lọc cọc khó chịu. Thì ở cái phiên bản mới này, Apple đã sửa cái lỗi đó bằng cách là họ trang bị một cái lớp cao su mỏng ở dưới. Thì lớp cao su mỏng đó, thứ nhất là nó hạn chế được cái bụi chui vào trong, thứ hai là khi mà chúng ta gõ, nãy giờ mình cảm nhận được á, thì nó rất là êm và rất là chắc chắn, và thậm chí là mình có cảm giác là cái hành trình phím nó còn sâu hơn nhiều so với lại cái phiên bản 2017. Cái tiếng gõ nó không còn lọc cọc, nó không còn có cảm giác là cạch nữa, mà bây giờ nó đã đầm hơn và êm hơn, và nói chung là gõ rất là dễ chịu. Thì bọn mình sẽ thử kỹ hơn về cái chuyện bàn phím này, xem là nó ảnh hưởng như thế nào đến quá trình sử dụng lâu dài của chúng ta và gõ cảm giác như thế nào. Mình nghĩ bàn phím là một cái nâng cấp rất là quan trọng đối với chúng ta và chúng ta sử dụng nó hàng ngày. Cái điểm thứ tư đó là cái Siri. Thì Apple đã trang bị trên cái con MacBook này cái chip T2. Thì cái chip T2 đó đầu tiên là trang bị trên iMac Pro, và bây giờ họ trên MacBook Pro này. Thì bây giờ mình không cần phải nhấn nút để mình gọi Siri, mình cần Hey Siri nó sẽ làm việc cho mình. Bây giờ mình sẽ thử các bạn coi. Hey Siri, open Safari. Đó, thì các bạn thấy rằng là mình đã lệnh để cho nó mở cái Safari này. Dĩ nhiên để xài Siri cho tốt thì các bạn cần phải nói chuyện với nó nhiều hơn. Mình cũng chưa đăng nhập cái account của mình vào trong cái máy này, cho đó là nó chưa có được những cái tùy chỉnh của giọng của mình, cho đó là nó không nghe tốt lắm. Các bạn xài Siri, các bạn muốn nói tốt, các bạn cần đăng nhập account các bạn vào, các bạn cần chuyện nhiều, thì khi đó nó sẽ hiệu quả hơn. Rồi, nói chung là bây giờ chúng ta có thể ra lệnh cho Siri mà không cần nhất thiết là phải bấm vào cái nút như ngày xưa nữa. Đó là cái nâng cấp thứ tư. Có một cái thay đổi nữa là nãy giờ mình có nghe thử cái loa của mình nhắc cái loa lại mình coi á, thì mình nhìn thấy được cái loa nó hắt lên hướng này, trong khi ở cái MacBook Pro cũ thì mình không nhìn thấy cái loa nó hắt lên. Và mình mở thử những cái clip nhạc mình nghe thì thấy cái loa nó thể hiện một cách rõ ràng hơn và chắc chắn hơn. Thì mình nghĩ là Apple đã thay đổi cái hướng để cái loa nó phát âm thanh, tuy là họ không nói trong cái giới thiệu của họ. Đó là những cái khác biệt của cái MacBook Pro mới. Còn phần còn lại thì các bạn thấy là nó vẫn có một cái hộp đóng gói tương tự như là cái MacBook Pro cũ, và chúng ta có cái bảng cấu hình cụ thể hơn nằm ở trên cái hộp. Cáp với lại sạc thì chúng ta vẫn có một adapter là cái 87W như là cái đời trước thôi. Cáp cũng vậy và vẫn sạc như vậy. Ngoại hình thì cũng y chang. Nếu mà các bạn nhìn hai cái máy 2016, 2017, 2010 thì các bạn thấy là nó không khác nhau. Thì cái bản mình trên tay là cái màu gray, tức là từ hồi ra cái MacBook mới mỏng lên mới có màu gray, trước đây chỉ có màu silver thôi. Cái quả táo nó không phát sáng nữa. Phía sau thì các bạn thấy là rất là mỏng, nhẹ, và cái luồng gió được đẩy ra phía sau này. Khi các bạn mở ra thì cái họng gió nó mở ra to hơn. Ở dưới thì nó có bốn cái núm cao su kê cao lên để giúp cho cái máy khi mà để xuống mặt đất đó, nó không mặt bàn gì đó, nó không bị làm chầy máy. Tuy nhiên nó không cao lắm, nếu mà có một hạt cát lớn thì vẫn bị chầy như thường. Hai bên thì vẫn có hai cái khe để mà gió nó hút vào, sau đó nó chuyển sang đây. Ở phía trước thì chúng ta vẫn có một cái ngàm để các bạn bỏ tay vào và nhấc cái máy lên như vậy. Thì Apple là cái hãng họ thiết kế rất là tốt, do đó là các bạn để cái máy trên bàn, các bạn dùng một ngón tay các bạn mở lên rất là dễ dàng. Đây là cái trackpad của nó. Thì cái trackpad các bạn thấy rằng nó rất là lớn, là vẫn dùng cái cơ chế cố định, nhưng mà có cái port touch ở bên dưới, do đó khi bạn bấm như vậy nè,
các bạn vẫn cảm nhận được là các bạn bấm xuống nó có một cái lực đánh ngược lên. Do đó là các bạn bấm mạnh hay bấm nhẹ thì các bạn đều cảm nhận được cái việc đó. Trên này thì vẫn là cái hàng Touch Bar để chúng ta sẽ điều khiển và xem được những cái trạng thái ở đây. Về màn hình thì vẫn y chang như vậy, không dày hơn, không mỏng hơn. Thì cơ bản là như vậy. Đây là cái máy MacBook Pro 15 inch 2018 mình mượn của cửa hàng HN Mac, tức là Hà Nội Mac.vn. Cơ bản các bạn sẽ thấy nó không khác gì hết, nhưng bên trong thay đổi rất là nhiều. Xin cảm ơn các bạn.